Xin chào các bạn, chào các bạn đã tới lại với chơi game mình của mình nha anh em ơi. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi một cái vị tướng tương mắt của anh em, đó là một cái vị tướng Willen anh em ơi. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi vị tướng Willen này. Ok, vị tướng Willen thì tên trên channel chơi gà game mình của mình thì đã quay một lần rồi. Ok, thì anh em sẽ tiếp tục quay Willen ha. Thì đã chuẩn bị hơn cái video Willen tối thì mình hôm nay mình đã biết chơi Willen rồi anh em ơi. Ok, thì anh em sẽ một cái trình độ khác anh em ơi. Đầu phộng đi Naga Trấn thì anh Naga Trấn đã có một cái ý chí là giúp mình giúp bạn vừa khó anh em ơi. Đậu phộng đâu bạn cùng tí không, nó dẫn anh em chứ giúp mình một tí xong rồi nó ra ngoài đường rồi anh em ơi. Thì Nairoc thì đang hỗ trợ cho Slum Z anh em ơi, còn Illumia hay Dimit, còn Ninga Ari thì đang rất là giàu dưới đó. Đâu không giàu gì mua skin lộn phải skin mua anh em ơi. Đó thì nó đang tông dễ bộ anh em, skin kimono bạch kimono đó anh em ơi, rất là giàu đến từ vị trí của Ari. Đậu phộng của mình thì đang thực hiện cái chiến dịch xóa đói giảm nghèo mà nó giàu vãi đái luôn em ơi. Ok, sao thì không đề cập thêm nữa Ari đâu, cái mình sẽ bắt đầu farm gừng thôi nào. Thì tem địch thì đường tên thì tem địch đó là tem nát và Ari, tem lộn tem nát và tarara. Còn cái đường giữa thì mới thấy mặt nào quên người ta, thằng A này Natalia anh em ơi. Còn đường dưới thì chính là vị tướng Wonder của mình, Wonder là sẽ của mình đó anh em. Ok, rồi mình sẽ thực hiện một pha đi lên đây bắt. Thì cái bùa đỏ mình đang bị nằm bên thằng đồ này nó cướp gồm nội ơi, không có bùa cấp 4 luôn rồi. Nếu không có cấp 4 thì rất là khó ganh anh em ơi, nên gần thì mới là cấp 4 sẽ rất là dễ ganh ha. Nên thì mình thì đang mẹ canh niên ta ra kìa, nếu đậu phẩm mà chết ba luôn rồi, chết ba chết ngu quá anh em ơi. Đậu phẩm thì thằng những thằng quân đội của mình nó cướp bùa anh em của mình đó anh em ơi, chứ không phải qua lẽ đâu. Cái đậu phẩm nó mới vô mà cướp bùa gì tùm lum, nếu như mà đâu cũng như gì đại ca. Nãy mà không còn phải lấy lên là cũng khá là ngon rồi. Đậu phộng qua lấy tới Poké rồi khá là vui rồi. Đậu phộng series mình đang cười bằng nửa con miệng anh em, cười bằng nửa miệng anh em ơi. Thì tem địch có vài nô luôn, qua lấy ăn ba mạng mình, nên đi gần ăn ba mạng mình, đi gần mình chưa ăn mạng nào mà chết thêm mạng nữa tồi rồi, số nhỏ bả liền ra. Ok, còn sao thì tỷ số bây giờ là 27 đang nhiên gì tem địch. Đậu phộng ok, sao mình sẽ làm mình gỡ lại tỷ số bật chưa hai nó bật lộn một chiếc cố lấy mày ha, mày thấy bà mày này con thằng Vera bị nãy sẽ tả hù quân tử, tả hù 10 năm chưa muộn, thấy bà mày nha con. Hiện đầu phòng đang là nhận Valet lên thôi, nó lên nó ganh thôi, bố hàng nó gì thôi chứ tụi mày mày tụi bay tuổi liền nha, nó giỡn con em gái hơn gái lớn quá nè mày, chỉ nói cho nó ngầu cái miệng thôi nè em, chứ chắc mình đánh ngu Valet ra. Rồi sao mình giết lính giùm thằng Mid, thì thằng Mid của mình thì đang ở dưới, chắc chắn là sẽ ra không kịp đâu, thì rất là uổng ha, mình sẽ ăn lính giùm nó. Ok, cảm ơn thanh niên Illumia. Rồi Illumia thì đang tú ngủ đường dưới luôn rồi, di cư xuống đường dưới cùng với thanh niên kia luôn rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ bắt đầu vô ăn tiếp cái con bùa đỏ. Đậu phộng người giao tanh rồi, quân đội mình đã hy sinh trước cái vị tướng Ari rất là giàu luôn anh em ơi. Cái vấn đề này nó nhiều đề cập hơi nhiều anh em, ok bỏ qua đi. Thì nó vẫn còn ở dưới luôn kìa, nghĩ là mình sẽ dọn đến nó một lần nữa. Khoan, từ đi ăn con dê anh em ơi. Thì con dê này sẽ giúp mình rất nhiều anh em. Đầu phòng cái đầu tại rất là dữ dội từ vị trí con dê quỷ này. Anh niên Illumia ra đường giữa đây lên đi hết lính bây giờ. Ok, mình sẽ bắt đầu xuống đi anh niên. Thôi bỏ. Thì mình sẽ lên đường tên ra anh em, tại vì cái đường tên nó giờ mình cứ thấy nó ép tụ đường tên hoài. Cái đầu phòng tôi bay đừng có ép tụ được nữa không? Được không? Gọi nó ăn luôn con gồng hay bà tụi bay rồi. Valet mày ăn gồng cái quần ăn nãy mày giết tao, tiếc bô kêu là dám giết đồng đội tao là mày xác định nha. Thì mình đang gỡ lại đây em ơi, nãy là mình chỉ giỡn thôi, mình chết thôi, đi dằn mặt thôi. Mình chết cho nó tưởng mình là đánh ngu thôi anh em ơi, chứ thật ra là mình đánh cũng ngu à. Mày chết mày đi, đậu không ăn hàng biết ra, đậu không lộn tèo nát. Thì Ninga Slim thì đang giải thích cho Ninga Naga Trấn hiểu vấn đề. Đậu phộng mình sẽ bắt đầu vô với Ninga Natalia, đậu phộng chết bạn nó chạy luôn anh em ơi. Thì chỉ cuối cùng Willen này hồi máu liên tục, rất là quay nô đến từ vị trí của Willen rồi. Ok, không sao thì mình khá là ổn định anh em, mình với tỷ số là 2-1-3. Đầu phòng Ari đường dưới thì đầu phòng giờ nãy giết quân của mình được mà giờ hết giết nổi rồi anh em ơi. Nó thì càng ngày quân của mình càng xanh anh em ơi. Đầu phòng nghĩ là cuối game quân của mình sẽ rất là tao. À, nên thấy mình hàng Willet thì nó đang ăn gừng ở bên cái bùa xanh. Ok, thì tay mình bắt đầu giao tanh rồi. Oh, tèo nó tèo định hy sinh. Đầu phòng nó téo cái đéo gì mà đông vậy, đường trên đông như vậy. Cái này cả trưởng nên mình hy sinh. Ari thì rất là thật sự ha, cả anh em cảm ơn Illumia, cái kiểu như Illumia đã tạo hồ giùm Ari. Đầu vòng một cái hành động rất là cao cả đó chứ hả. Ok, sao mà sẽ lên mình giết cái anh niên qua lấy này lẹ. Đầu vòng mày dám ra tổ ra mày giết đồng đội tao là mày chết bà rồi, nãy mày tiếp vô kêu tao sẽ giết mày. Hôm nay thì mình đã tạo hồ hai mạng rồi anh em ơi, còn một mạng nữa thôi. Cái mình sẽ tả hù giùm đồng đội mình luôn. Đậu phộng mình sẽ hành cho thằng Valet này nó phế luôn em ơi, cho nó ăn hành hoa nách luôn em ơi.
Ok đấy, thì số bây giờ 333 gọi 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 313 lên nó dọn hết em ơi. Bây giờ đã bắt đầu giết thanh niên gọi thanh niên xuân này không về, gọi niên Natalia một đứa hai đứa, thằng niên Vera này chết, lộn niên Tara chết, ba mày đi gọi gọi niên mày này. Ố giờ hên vậy, hên này mày hên qua tao thôi chứ mày không hên bằng thanh niên Illumia đâu nè. Illumia đã lấy được hụt về mình kêu tiếng double kill, mình thì mình chỉ ăn được một mạng thôi anh em ơi. Ok sao thì thì mình ăn thì cũng không sao, mình ăn hay thì mình ăn cũng được anh em ơi, không tạm vấn đề đó ha. Nó thì wallet đã ra rất là tệ rồi, đợi mình ăn xong con bùa xanh ô bùa đỏ nó mới ra anh em ơi. À thù lấy cái đéo như nguy hiểm như đưa bay thì tên là gì rất là nguy hiểm. Ok không sao, mình sẽ bắt đầu đi ăn quay gần tiếp thôi anh em ơi. Nhân sinh con dơ anh ơi, đi ơi, đi ơi, đi alo, đi anh đi coi nhân sinh con bùa đi đầu phòng nó hay nó sinh con bùa thôi mà bỏ luôn ha anh em ơi. Mình là người đồng đội tốt bụng mà, thì để cho Ari ăn con dơ anh em, tại vì Ari ăn dơ sẽ giúp nó có thể chiến đấu anh em Wonder Woman. Ok mình sẽ bắt đầu ra anh em Wonder Woman mà sao nó khôn quá vậy, sao nó ôm tụ không vậy. Ra đây chơi với em nè mấy anh niên ơi. Anh niên ơi, rồi mày xác định là xương này không về, chết bà chơi ngủ chơi ngu chơi hay rồi, chết đi rồi. Nó thì ba đứa xuống đây luôn, nó chạy bằng niềm tin hả. Thì nãy Wonder Woman nó dùng lăng ba di bộ nó chạy mà không sao, team mình thì ba đứa đã dùng center 150 tẩm chó để ngược lại nó. Ba đứa mà dùng tẩm chó với một thằng lăng ba di bộ là thanh niên nào mà lợi tài ơi. Ok thứ gì chịu nổi em ơi. Cái mình sẽ đào lên đường tên thêm cái đường tên cái gì mà nó đánh lộn ngoài vậy. U đầu chảy máu tên rồi gậu phộng thằng Valet với thằng Natalia này, na cà chớn Natalia này. Bê, lộn vai OLED này rồi xương này Terionat không vậy. Ủa phải từ từ em này hồi máu chứ đã, hút máu tí cái đã, không có gì phải căng cả. Làm gì nguy hiểm, còn quay lại cho tao tiếp vô kêu nữa. Thôi quá là hên luôn, rất là cảm ơn thanh niên Tèo Hành Hát đã quay lại cho mình trip vô kêu ơi. Thì mình rất là xanh anh em ơi, 716 luôn ơi. Tội 6 và giết 7 chết 1 hai năm ơi. Nãy thấy cái lý do mà chết đầu tiên đầu tận thì chỉ là dàn mặt em tưởng team mình không có nào đánh hay thôi em ơi, chứ thực ra là team mình đánh hay và là ra. Mình sẽ thấy mình sẽ bắt đầu phụ tên mình ép tụi tên ha, tụi tên bảy này tụi đầu phá đấy, nguy hiểm. Ủa sao tàn hình không được, quá tờ phát chết nữa kệ vậy. Ở nếu mà thấy một pha mình tàn hình đéo được, tại vì như cái chó anh em mà mình đang tàn hình kia nó bắn mình chia nó trội cục hay là nó bắn gì nó làm gì mình chón cái mình không tàn hình được em ơi, chứ mình tàn hình được là mình có thể chai được rồi. Thì đầu phụ tên mình đã hy sinh Slim Jack và Naka chớn cùng với mình. Ado niên Ari đâu ai Ari niên Ari niên đây ra ngang ra hậu tợ niên Illumia. Đầu phòng niên Illumia hay nãy giờ nó cứ di cư dưới đường dưới đâu anh em ơi, như cái đường dưới đồ hiện hóa như thế đó mà nó di cư xuống nó quá chừng luôn em ơi. Ok không sao thì tem mình ô lộn tem địch cũng khá là đáng gợm anh em ơi, không có giận được với tem địch đâu nha. Chúng em sẽ bắt đầu ăn con bùa xanh, ăn lẹ đi tới lát nó sẽ ra nó cướp bùa chắc luôn em ơi. Ok nó thì gọi Tara cùng với Teonat đã bắt đầu ra cái đường mít, đường mít này nó móc địch nó mít đốc anh em ơi. Nó ra đường mít nó móc địch anh em ơi, nó lộn mít đốc anh em ơi. Vì sao thì Naga Chấn đang bùa đỏ của mình kìa, có nên sao lấy người ta hoi ăn cho em xin. Ô, Naga Chấn khá là tốt bụng đã nhường bùa xanh cho mình thôi em ơi, nó thì cũng rất là cần bùa xanh ha. Gò hình niên tép trắng lên teo nát là xương này không về, ba má đang chờ ở nhà kìa, về đi. Ôi, chỗ nào nó về không được chứ, nhà nó về được, nó chạy hình niên ta ra này nguy hiểm quá. Ok, dùng lăng ba dư bộ thôi, rồi ba lét xác định nè, xác bà nội mày luôn. Ok thì ta ra chạy một niềm tin, mày gặp tao là mày chạy là mày một sai lầm lớn rồi con ơi. Rồi thằng Natalia Natalia này trời ơi, nó thì quá là vê luôn, đi từ vị tướng qua đây nè, chém rất là hấm luôn. Rồi niềm quên của mình lại hết hiện hiện coi. Rồi mày xác định với tao, khoan niềm với niềm tèo nát không được, niềm nó rất là khôn ha. Ok nó thì mình cũng rất là sai nha anh em ơi. Ok mình sẽ quay lại mình cứu niềm Slim Jack cái nào anh em ơi. Chứ bà cô không kịp rồi, trời ơi xin lỗi niên này cái chớ mà niên Slim Jack luôn em ơi. Nãy thì mình đi bắt anh đây mình bỏ mấy niên Slim Jack với niên này cái chớ anh em ơi. Ok sao cái này xin lỗi hai niên này. Ok thì mình rất là xanh rồi, 12-7 luôn em ơi, diệt 10 chết 2 tử 7 rồi. Ok thì mình sẽ qua mình cướp gần đầu phòng gọi niên gọi nồi chắc chắn là xương này không về đến từ vị tướng của Teonat anh em ơi. Đầu phòng Teonat này nó núp tụ dữ lắm mà giờ nó chết bà nó rồi chết bà mà chân này lộn cái bờ anh em ơi, cứu em. Đầu phòng tem đâu rồi, cô con chơi ra này, đồng đội mày gửi cho mày gửi tao. Ây da cô còn cục máu rồi cô anh em ơi. Nên ok rất cảm ơn Illumia đã hy sinh và cứu mình anh em ơi. Ô giết được Valet nó kìa ghê vậy. Wow, quá là dữ dội từ vị tướng của Illumia luôn em ơi. Illumia thì đang leo tâm địch. Wow, quá là dữ dội đến từ vị tướng, rất là hộ báo đến từ vị tướng của Illumia luôn, đã cứu mình và giết được thanh niên Valet anh em ơi. Rất là tiên dương anh em ơi. Thế hôm nay mình sẽ bắt đầu ăn luôn cái con gồng. Con gồng này để lấy một lượng bổ sung vitamin nhỏ nhỏ và
lấy luôn cái quyền năng ám. Với cái quyền năng ám này mình có thể bung lụa và tỏa sáng, có thể lập ra những pha quát kêu hay là mega kêu gì đó. Mình nghĩ là chắc không được đâu anh em ơi, cái ăn luôn cái gò chắc chắn trận đấu mình nghĩ cũng sắp kết thúc tại đây rồi đó. Giỡn thôi anh em ơi, trận đấu chỉ mới 11 phút 12 giây thôi, 11 12 luôn anh em ơi. Ok thì mình vừa là 11 trên 2 tỏa 8 rồi. Ok mình sẽ bắt đầu đi xuống đường dưới để gánh hàng quỷ này, hai thằng quân đội ở đây anh em ơi. Ok sử dụng lăng vào vi độ, lăng vào vi bộ để chạy xuống xuống hàng quỷ này anh em ơi. Ok gọi chắc chắn anh em hát biết lắm mà đi me mấy hàng AD thôi, gọi chắc chắn tiếp theo đấy là niên quanh luôn mình nên chết ngắt luôn rồi, gọi tới niên ta ra chắc ngắt luôn anh em ơi. Thì một phút quay dây là chết hết nguyên tranh đất rồi, mình nói không kịp nữa anh em ơi. Quay nổi vậy cứ nhanh quá, nhanh quá nguy hiểm từ vị trí của quy tại anh em ơi. Nãy có một chuyến một câu chuyện nhỏ nhỏ chút anh em ơi. Hay nãy nãy là một triple kill là giết ba anh em tranh đất anh em ơi, từ vị trí của quy đen rồi. Ok thì mình sẽ bắt đầu gà giết niên ba lẹp đầu vào ngoài đấy. Thì một phút 30 giây chưa tới 5 giây nữa, 1 giây 2 giây là thanh niên Valet đã bỏ cái súng xuống và quy tiên. Rồi thanh niên Natania cũng có cơ hội quy tiên, rồi quy tiên chắc luôn. Ủa sao quy tiên kỳ vậy? Ủa quên nó rất là hên rồi. Hên còn chịu về nữa, rồi chắc chắn mình cũng sắp mặt rồi. Hên quá. Nhưng hên nhờ chiêu cứu với cái quyền này hắc ám mà đã cứu sống mình anh em ơi. Thì nãy là rất là quê luôn rồi. Niên Natania hết máu mà không chịu về nữa là xác định rồi. Là tới lúc mình thể hiện bung lụa rồi. Ây da, bắn cái quần đùi anh chứ bắn đâu phòng bắn tụ vô mình giết luôn anh em ơi. Ok rồi thấy tên địch đã chết hết. Ủa chưa chết hết, có mấy hàng mới hồi sinh anh em, có hàng mới hồi sinh hàng wallet thì rất là quét sạch đồ hộp gì mình anh em ơi. Đồ còn muốn quay lại nên giết mình luôn rồi, mày sai làm lớn, tao có chiêu cuối mày sai làm lớn rồi. Ủa nó chết luôn anh em ơi. Thì tên mình thì đánh rất là hay, ai cũng đánh hay cả anh em ơi. Mình thì diệt 17 chết 2 tờ 10 rồi. Nghĩa là bá đạo từ vị tiến Willen này, thấy Willen là một vị tướng rất mạnh, mình nghĩ là sau này nó sẽ giảm sức mạnh của Willen này mà rất là bại nồi từ vị tiến Willen rồi. Ô lên được cái nan phe nè, rồi phen nan phe nè được lên thì tụi bay chuẩn bị xác định đi. Ok chuẩn bị gặp ông hoàng con rồi, tới số và lấy số đi mấy cha. Ok không sao mình sẽ chạy lẹ đầu phòng quỷ của đâu mình như cam lắm, anh ấy gượng mình qua đây. Ok còn sao, tại vì máu mình còn ít thôi, còn mình máu mình còn nhiều là mình chơi khô máu với nó rồi. Nữa gặp nữa gì mà viên phận hay gì mà gặp qua với cái thằng window của mình đây. Hay ra đây tên mình thì đang thể hiện, mình chỉ đứng từ xa mình coi thôi. Ok rồi đang coi phim hành động anh em ơi, rất là kịch tính từ tên mình và tên bạn đang trao đổi chiêu thức với nhau. Ok sẽ đang đầu đẩy lính ha. Ok hút viên máu này, mình thấy máu hút liên tục chém rất là về và há máu hút liên tục là thứ gì mà chịu nổi. Thì tên địch chết 3, tên mình chết 2, quá là về rồi. Nhưng quên mình biết sự này về kịp không, không kịp về kịp không kịp không kịp không kịp không kịp ha, mình cũng quy tiền luôn nội ơi. Nó thì một qua một trao đổi một cái một này, mình thì tên địch 4 chết 4 đứa, tên mình thì chết 3 đứa, đậu phộng rất là lợi luôn em ơi. Cái này thì mình diệt 18 chết 3 tợ 10, tên mình thì đánh cũng khá là hay, tên bạn thì đánh cũng khá là được. Ok thì tỷ số bây giờ là 39 và 23, gan nghiêng người tên mình anh em ơi, rất là áp đảo từ vị trí của tên mình luôn rồi. Ok mấy ông nội đâu rồi, lên chơi với ai. Đồ nữa thì Slim thì đang bắn rất là tích cực phải no luôn anh em ơi. Cậu phận thì niên Ari thì rủ tem mình ra chọc bà hờn, ủa chọc tà hờn đi bà con ơi, bà con cô bác ra chọc tà hờn gánh gùi hay niên con ra nó giỡn. Ô lộn Ari nó giỡn thôi anh em ơi, chứ Ari thì đang muốn ăn cùng với tem mình ăn con tà hờn anh em ơi, chứ không phải là muốn ra chọc tà hờn đâu, chỉ nói vậy cho vui vô anh em ơi. Ok ra tà hờn này mấy cha ngủ đã rồi không ra gá lẹ đi. Ok bắt đầu vô ăn con tà hờn nè, vô có mình vậy. Ok không sao, mình có thể cân tà hờn được mà, hay con tà hờn như chị hương được một tí thôi, mình có thể đứng sau lưng mình chém liên tục rồi chiếm mạng phần trăm nha em ơi. Đầu họng đang bất lực từ vị trí con tà hờn này, rất là đáng tiếc, một câu chuyện buồn từ vị trí tà hờn em ơi. Hay tà hờn chỉ quay là một hướng nữa thôi, nó không có quay ngược lại được ha anh em, nên mình có thể đứng chém sau lưng nó 100% chiếm mạng em ơi. Nó thì mình đã gọi là con rồng Monster, gồng tiên phong Monster. Em nghĩ trận đấu cũng sắp kết thúc tại đây anh em ơi, sẽ tìm gọi mình đã tiêu hồi con rồng ra đường giữa và cùng với tên mình đảo lên đường giữa và kết thúc trận đấu hồi nào. Thì tên mình 40, tên địch 23 anh em ơi. Mình thì mình thì giết cũng khá là nhiều anh em ơi. Ok thì lắc kìa kìa Ninatania, lắc kìa kìa anh em ơi, lắc vãi no luôn. Ok không sao thì mình sẽ bắt đầu từ để mình nhanh được chút, hơi bị đây là một thời gian mình đang đứng mình coi quan sát vị trí nè. Rồi chắc chắn anh niên rồi, niên ba lẽ xác định rồi, quy tiên rồi cùng với anh niên Natalia. Đồ chết bà rồi, trai lẹ cuốn em mấy đại ca, trời còn cục máu. Ôi hên quá trai, được rồi tên mình vô rất là hợp lý rồi. Rồi nè cà chấn quy tiên rồi, rất là đáng tiếc luôn. Thấy mình double kill được anh em, đặt ăn luôn cái tụ. Nãy giờ ăn cũng khá là nhiều tụ đem nãy gì, nãy giờ mình giết 20 chết 3 trời 10 cùng rồi chắc chắn anh niên Vera Otara chết nữa rồi, 21 kill anh em ơi.
nên ok này ba đường đã bị quy tê hết tao mình diễn hai món chết ba tờ mơ rồi ba đường hết chết hết bể hết ba đường hay rồi nghĩ tầng đó kết thúc ở đây ok thì kết thúc của luôn rồi anh em ơi. Ok thì đi coi coi cái mail anh em ơi chắc lý mình xin tạm dừng tại đây các bạn like share và đăng ký ủng hộ mình nha rất ba hẹn lại các bạn trong video luôn nha ok mail video anh em ơi ok thì mình sẽ tặng anh em thêm một cái clip nữa ha anh em ơi ok mình sẽ tặng anh em cái clip này nữa để tặng cái lòng để mừng đảng mừng xuân anh em ơi mừng năm mới ok thì năm mới qua lâu anh em ơi tới tay qua lâu rồi mình vẫn chúc mừng năm mới ha chưa tới tới ta anh em ơi ok sao thì hẹn lại anh em sau nha goodbye anh em nha anh em nhớ xem video vui vẻ nha ok goodbye anh em nha.